Thưa quý vị, sau khi rút kinh nghiệm đại hội điểm, hiện nay các chi bộ thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang đang tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, bảo đảm tiến độ, tìm cử đủ năng lực, uy tín tham gia cấp ủy, tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng tại thôn là yêu cầu quan trọng qua mỗi kỳ đại hội như thế. Thôn Bắc An có 102 hộ dân với gần 400 dân khẩu, là thôn kiểu mẫu đầu tiên ở xã Hòa Tiến. Một tuần sau khi người dân trong thôn bỏ phiếu để lựa chọn bầu trưởng thôn nhân dân thôn mới, chi bộ thôn Bắc An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong không khí đoàn kết, phấn khởi. Xác định cấp ủy khóa mới sẽ là nhân tố đóng vai trò hạt nhân đầu tàu thúc đẩy cho sự khởi sắc trong việc xây dựng bộ mặt nông thôn kiểu mẫu tại đây. Tại đại hội, trưởng thôn Bắc An đã được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Bản thân vừa kiêm bí thư trưởng thôn, đây là một xác định là đây là một trách nhiệm nặng nề phía trước. Bản thân còn cần phải năng nổ nhiệt tình, dám nghĩ, dám liều, dám chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang, toàn đảng bộ có 113 chi bộ thôn. Đối với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, yêu cầu phải lựa chọn người bảo đảm về tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín, số lượng hợp lý. Trong đó, bí thư, phó bí thư chi bộ phải là người có năng lực, uy tín, tâm huyết, phấn đấu trẻ hóa về độ tuổi so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, phấn đấu ít nhất 50% số thôn thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn. Việc thực hiện chủ trương này tại huyện Hòa Vang thuận lợi khi việc bầu cử trưởng ban nhân dân thôn nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức ngay trước khi các chi bộ thôn tiến hành đại hội. Cái việc thực hiện cái đề án 05 của huyện về cái nhắc thể hóa cái chức danh bí thư kiêm trưởng thôn này thì rất thuận lợi trong cái việc mà lãnh đạo chỉ đạo đối với lại những cái thôn nằm trên địa bàn của xã, thì cái chủ trương này hết sức là đúng đắn. Trước đây chúng tôi có một cái đề án 05 về là kiện toàn hệ thống chính trị dưới cơ sở. Trong cái đề án đó đặt ra mục tiêu là phấn đấu là các đoàn thể chính trị xã hội ở dưới cơ sở là ít nhất 70% đảng viên là nắm cơ và tổ chức. Chính vì vậy lần này chúng tôi chỉ đạo đại hội và trước hết là rà soát lại cái hệ thống chính trị và dự kiến là phải kê cáo cho được trưởng thôn và trưởng các đoàn thể chính trị xã hội vào cấp ủy. Với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, các bước theo đúng quy định điều lệ đảng và kinh nghiệm rút ra từ đơn vị tổ chức đại hội điểm, các chi bộ thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang đã đang tổ chức đại hội thành công. Trong đó, việc lựa chọn cấp ủy cơ sở đủ năng lực uy tín sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ngay tại thôn, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân với đảng, đóng vai trò đầu tàu hạt nhân để mỗi vùng nông thôn Hòa Vang sẽ ngày càng thêm phát triển khởi sắc.